Vừa qua, tại Chùa Tuệ Giác ở thành phố Budapest, Hungary, Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Hungary đã tổ chức lễ khai trương Thư viện Phật giáo Việt Nam Vinabook. Tham gia buổi lễ có đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary, Trung tâm Phật giáo Việt Nam tại Hungary, Trường Đại học Phật giáo Hungary. Thư viện hiện gồm 2 phòng sách với hơn 200 đầu sách đa ngôn ngữ về văn hóa Việt Nam và Hungary thuộc các lĩnh vực như tôn giáo, tín ngưỡng, lịch sử, văn học, ngôn ngữ, truyền thống, tập quán. Tại buổi lễ, ông Phạm Viết Hùng, Vụ trưởng Vụ quan hệ kinh tế, khoa học và công nghệ, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã thay mặt Bộ Ngoại giao trao tặng bộ giáo trình dạy tiếng Việt cho thư viện. Trung tâm Văn hóa Phật giáo tại Trung tâm Thăng Long, Việt Nam tại Trung tâm Thăng Long này và cũng là Trung tâm Thương mại Thăng Long này cũng đã có hình thành những lớp học tiếng Việt cho các cháu ở trung tâm. Nên Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài sau khi nhận được tin đó thì đã tặng rất nhiều sách tiếng Việt để phục vụ cho các lớp học tiếng Việt cho các cháu. Đây thì mấy thầy cũng thấy rằng cái nhu cầu cần phải đáp ứng và rõ ràng là cái nhu cầu thật sự nó rất cần thiết khi mà người Việt Nam qua đây học hoặc là muốn tìm hiểu thì họ không biết đến đâu. Đây là cái địa điểm thật ra nó rất là nhỏ. Nó chỉ là một địa điểm kết nối để người Việt có thể tới đây, nhất là mấy em sinh viên, những ngày Tết, những ngày lễ lớn, các em cũng ở đây để phụ. Thì nghĩa là thư viện nho nhỏ này nó có thể đem lại cho các em hướng dẫn, mấy thầy có thể hướng dẫn các em tìm cái loại sách mà có thể cơ bản nhất của Phật giáo giai đoạn đầu để các em có thể nghiên cứu. Hòa thượng Thích Thiện Bảo, chủ trì chùa Tuệ Giác Hungary, cũng đã trao tặng cho thư viện bộ ký sự về cuộc đời Phật giáo của ông cho thư viện. Đây là một bộ ký sự nhiều ý nghĩa, cho thấy được những gian truân trong việc truyền bá đạo Phật tại nước ngoài của Hòa Thượng, cũng như tình cảm của đông đảo Phật tử Việt Nam xa quê hương hướng về Tổ quốc.